Anh lấy ra đồng hồ lâu thì là làm sao anh lấy được? Thì ngồi ông bà Hương vợ ông Sáu lên gọi điện thì ông Sáu ngồi quyền với em. Thì ông Sáu thì muốn tập trung thì lúc đứng từ ra đứng dậy trao về đi vòng kiểu không có nên đi vòng mấy đi qua đấy cái tủ để gọi đồng hồ ra mới có mấy điện thoại trên nữa lúc này mới lấy được đồng hồ không biết đắt tiền mới không biết giá trị của nó bao nhiêu. Nó còn như tích quá đó thì điện thoại mình lấy ra đúng không? Nhưng điện thoại mình có mình thiếu đúng không? Mình thì đéo về đéo không có ý đồ để bán để làm cái gì cả. Thì nó nói thì anh ấy kiểu ai cho ý kiến nhé.